hai cả nhà, Cindy đang có mặt ở Vạn Hạnh Mall nha. Ở đây cũng là lần đầu tiên Cindy tới đó. Hôm nay thì Cindy có người bạn, hai vợ chồng nói thôi đi vào Vạn Hạnh Mall chơi đi. Ở đây có ăn uống đồ đủ thứ, cuối tuần ngày thứ bảy cũng đông. Cho nên Cindy cũng nhận lời tới. Thì bây giờ hai chồng chưa có, hai vợ chồng chưa có vô thì Cindy quay cho cả nhà mình coi một chút về cái mà Hạnh Mall, có lẽ cũng nhiều người biết rồi, nhưng mà sẵn xin đi chơi thì xin đi quay, nhưng không biết hôm nay có gì mà người ta đứng quá trời, ta đứng đây nè, có lẽ là mua giảm giá hay một cái gì đó, hay là casting hả? Ồ, có phim hay gì đó trời, casting có trời, người trẻ ở đây xin đi đi một vòng ở phía dưới này nha. Cindy thấy thì cái mall này nó cũng lớn lắm đâu mọi người, nhưng mà nó cũng có máy lạnh. Nói chung thời tiết ở đây vẫn còn nóng, cho nên là cuối tuần thay vì ta đi lang thang ngoài đường thì ta cho con cái vô đây hưởng cái máy lạnh. Rồi nếu mà có sẵn mua cái gì thì ta mua luôn. Đây là ở phía dưới của Vạn Hạnh Mall nè. Dưới còn cái này là tầng 1. Cindy thấy cũng như ba cái mo khác thôi, máy lạnh, nguồn máy lạnh lớn nên là rất là nhiều người vô đây trốn nắng. Khu ăn uống ở phía dưới mọi người ơi, thế nào chút xíu thì Cindy cũng đi xuống dưới đó. Tình trạng chung bây giờ buôn bán thì nhiều mà người mua, người đi không, người đi thì nhiều mà người mua không có nhiều. Nhà bạn của Cindy thì gần cái Vạn Hạnh Mall, nên cô nàng quyết định chọn ở Vạn Hạnh Mall thì Cindy vô đây. Đây nó cũng cao lắm á. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tổng cộng là cũng là luôn cái basement là 7th floor đó. Dạ. Casting bà gì nè? Bà Cindy gì nè? Cindy Thái Tài. Với lại cô gì nổi tiếng. Bây giờ đang được cộng đồng mạng với trẻ rất là thích đó. Vừa là diễn viên, vừa là business có tài sản, bất động sản rất là nhiều mà rất là dễ thương luôn. Đó, đang chờ casting gì đó. Xuân Lan. Ồ, Xuân Lan lại casting phim nữa hả ta? Đây nè, Cindy Thái Tài nè, là một cái người chuyển giới thành công. Dạy cho mấy người mẫu á. Rồi, hồi xưa ông hát ra lửa. Đó thì bởi vì cho nên là nãy giờ thấy người ta ra ghét like quá trời luôn nha. Đang chọn diễn viên trong phim đây. Xuân Lan casting cho phim này ha, ra mắt khóa học TikTok dance. Hàng gì phụ huynh dẫn con đi quá đông luôn. Sale off 50%. Ở ngoài đang nóng hầm hập luôn á mọi người ơi, nóng điên luôn á, vô đây có máy lạnh nó đỡ.
cưng chưa? À, bận bộ đồ nó nóng lắm á, mệt lắm á, tội nghiệp lắm á. Đi đi lên trên lầu một vòng coi nó bán buôn sao. Vậy đi mấy cái mo nổi tiếng ấy nhỉ? Vậy á. Chán bệnh. Bà có biết cha Hùng Lê Hùng không? Biết. Đã lên chỗ đó mà cười đau bụng luôn. Nó nói hàng này gọi qua hàng kia. Ê mày có chơi cái trò giảm giá không? Lên lầu không? Mày có chơi trò hạ giá không mà sao mà mày cướp hết khách của ta? Chưa ăn gì hết á. Chưa ăn uống đi nha. Đi bộ tắm đi. Ờ sợ hai ông bà chờ lật lo đi. Đẹp không? Lên phim đẹp thì sợ. Ông nói cái đám ở bển nó gọi điện nha, nó hỏi mày có chơi chiêu trò gì mà giật hết khách của ta. Xong đằng kia nó nói tao cũng ế thấy bà luôn. Chiêu trò gì? Đi đi vòng ngược lại. Bây giờ người đi coi thì nhiều chứ người đi mua đâu có nhiều. Thằng gì ta? Thằng là Red Lobster đóng cửa rồi đó, băng rắp xi đó, hai băng rắp xi rồi đó. Đâu có rẻ đâu. Giờ tiền đâu người ta ăn. Đó. Worin rồi từ từ dẹp tiền hết. Từ từ nó sẽ giữ lại một cái tiệm chính. Tích cô cổ phiếu vẫn còn lên vàng. Giày đẹp phải chưa? Kính thưa các loại giày luôn. Clearance 50% nè. Giờ đừng chơi nha, giày dép ở Việt Nam êm lắm á Nhung. Ừ, không có lại nhập về đó. Hàng nhập về mà. Hàng Việt Nam giờ chất lượng cao với lại nhiều khi họ cũng nhập về. Sony karaoke. Nè cái cửa hàng Nhật này là Nhung. Bán nội địa không à? Nội sách tay. Nội địa hàng sách tay mắc hơn. Này là hàng Quyền lấy bộ này nè Quyền, bận nè Quyền, cho nó sexy. Sexy lòi bắn họng luôn. Bà mà dám bận cái này tôi cho tiền luôn. Dễ thương ha. Cái này chỉ có mặc đi chơi, sẵn sàng đi đâu picnic này nọ chứ còn đây đi đâu. Ê Rod cũng có luôn nè baby. Thằng này nhẹ lắm nha. Đâu thấy rẻ đâu. 50 đồng đôi á, bữa tôi coi đó. Mua hả, xong cái đôi, mua một đôi rồi biết không, để ngoài nắng nó co mà. Co không? Co. Cũng co hả? Để ngoài nắng nha. Ờ. Ngoài nắng nó rút rồi sót tiền. Ừ. Tôi đâu biết, để ngoài nắng nó rút luôn. Ui, đôi giày so cute. Member 1,5 triệu. À, tôi khoái mấy loại giày này nè. Tính ra đâu mắc. 50 đồng. 50 đồng. Cái này được cái nó cao. Cao. Nó đâu mắc rồi, ế òm không mà. Ừ, thế hàng vô mà hôm nay chủ nhật thứ bảy á nha. Thứ bảy á. Tiền mà nội mình mướn nguyên công rồi không. Chết. Đồ hoài dày quá đây. Đẹp cái bàn hành mo này cũng đẹp mà bây giờ nó cho mướn để mà biểu diễn đâu cũng nhiều quá Quyền. Ừ, cho mướn nè, chương trình này, chương trình nọ cũng nhiều á. Mà đi vậy để dân tình vô đi bộ. Đi vô đây tha hồ đi bộ nè. Tha hồ. Bây giờ mình lên tầng 3. Đi còn không hết nữa nè. Đi còn không hết á. Phía dưới à, 100 đồng. Bữa tôi mua 100 đồng đôi đó. Cái form nó cứng lắm. Đi đúng rồi. Không mà tôi mua giày toàn không có dây không. Mà tại cái tánh tôi đi họ đá ra tùm lum đó. Hồi nào giờ chứ không phải mới đây. Tánh nó thùy mị vậy đó. Đồ người lớn, đồ nít gì có hết. Sale mà còn bán được, cái không sale không biết sao. Đó, tí vô đây đi bộ vậy đó. Nó mát nữa. Đó,
cái dòng mà đi bộ á là không bao giờ ngán. Tôi thấy cái này cái kia. Đi bộ cho nó đã giò. Đồ thể thao này cũng đẹp quá ha. Gu của tôi nè. Mà mát không? Mát không? Mát. Tinh luôn. Thì không có cái giường sọt ở nhà. À nó sập 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 phải không? Sập sập sướng. Doraemon, Doraemon. Áo sơ mi đẹp không? Này hàng Việt Nam á nha Quyền. Ừ đẹp ghê không? Đồ đẹp lắm. Quảng cáo nè. Thoáng khí thấm hút nè. Kháng khuẩn luôn, khử mùi luôn. Cái thằng mo này ngộ vậy mà cái chỗ lên khác nhau, có khi bên này có khi bên kia. Ừ. Handy Lam nè, Hotpot nè, thằng nào hồi xưa nó đông như kiến trước khi mà Covid á. Đông nổi mà hả, xếp hàng chờ nó cho làm móng tay á. Ba cái đó nó cho làm neo. Nó cho làm neo trong khi ngồi chờ rồi chờ ăn lẩu. Ban ngày thì nó hơi vắng. Cái này cầu buổi tối. Thế giới ngọc quý á, ba cái ngọc này nọ tôi hay mua. Phong thủy. Giờ chán rồi. Giờ không cần gì hết. Nè, đồ vật dụng gia đình đầy đủ, thiếu gì đâu. Thiếu gì luôn. Không thiếu gì, y như hôm thì bô bệnh. Y chang nước ngoài. Máy cắt cỏ nè. Vô đây đi bộ đỡ lắm luôn. À, tôi khóa cái nệm kim đan bà. Nệm kim đan nằm mấy chục năm luôn á. Ông hư. Vừa rồi là nhiều người nằm quá. Không, tôi thấy người ta dắt con ra vô đây nhiều mà. Khu trò chơi nít nè. Biết sao không, thay vì đi ngoài đường nắng nóng cho vô đây có máy lạnh. Ừ. Thấy phụ huynh dắt nít vô đây nhiều. Khu nít chơi nha mọi người. Mấy cái mũ bảo hiểm. Helmet. Ba lô, đồ chơi. Nhà banh. Quyền mua một cái đi Quyền. Nè. Đỡ bà đi được á. Chứ bự như tôi lên là nó gãy á. Mấy con này dễ thương quá. Cưng nha. Đồ chơi nít quá xá luôn. Không thiếu một cái gì. Robot lau nhà nè, rửa nhà, quét nhà nè. Con gì? Con robot biết loại nào, nhìn loại đó. Nên mua cái này không ta?
Mua hai này làm quà. Dạ hết rồi, cuối cùng được mua khăn giấy ướt, khăn giấy khô. Không biết trong này bao la dữ vậy trời. Mua hai cái ly được giảm giá, hai bịch khăn giấy 40.000. Má đồ ăn linh tinh quá trời luôn. Bánh sữa đâu gì cũng có. Dễ thương chưa? Ừ. Biết cái ly này là sao không? Bà về bà bỏ ngăn đá. Nó đông đá xong cái chế bia giờ bà uống nó nguyên chất. Cái này nó đông lên nó là thành đá. Ê, tôi nói đừng đi mo là tốn tiền à. Thế nào cũng vớt à. Cái gì đáng mua. Ừ. Thấy là muốn vớt à. Nè, mấy cái sáp thơm á. Đúng như vậy. Đi mo coi buôn bán sao mà thật ra không, bây giờ này cũng còn sớm. Người ta đi mo là đi buổi chiều. Chứ còn đi buổi trưa. Mình đi khoảng giờ này là 10 giờ, 11 giờ. Cái hàng ra nệm. Đẹp quá. Dạ. Nhưng mà công bà sách về. Công bà sách về. Ví dụ như 20 đô nó sale, bà tin tự Mỹ về. Này kia cái nọ nó cũng mệt. Đây, phụ kiện nhà bếp. Y như mấy xì bệnh. Đây chỗ chụp hình. Chụp hình App Store. So cute. Cưng không? Cưng ha. Để lên lòng. Đây là lên trên tầng. Trời ơi, còn 2 tầng nữa. Ông nội bà ngoại ơi. Ở trên này là nó bán đồ garden, bán đồ nuôi cá, rồi chơi game rồi. Còn trên kia nữa kìa bà Quyền. Sushi. Cái con cá này à mấy Quyền. Ở đây bán 10.000 con, bữa tôi mua 10 đồng bển thì nuôi thằng bầy á. Con cá đủ màu hết đó. Nhà tôi có con hồ đó. Ở đây là khu ăn uống. Nhiều khi nó cũng là cái thú vui. Ô trên này có Hoàng Yến buffet. Kìa trước mặt kìa. Thôi tôi cũng không phê đâu. Mình ăn có chút xíu thì vô ăn buffet. Trời ơi, anh này chứ bà anh nào anh này thì muốn thử ăn. Trời. Hơn nè, bởi mình đi vòng đã, đi vòng. Dạo cá hả? Phong vị Nhật Bản, oh my god. Ồ, ở trên kia là restaurant. Đi lên đi chả nào. Anh sĩ đi lên đây không? 11 giờ mới mở cửa. Đi lên đây.
có nhiều món hơn, còn kia nó chỉ có bằng đó món à. I know. Ngồi 3 tiếng, ngồi 3 tiếng, ngồi chừng nào hết giờ đi ra. Ý ông sĩ nói vậy. 1 giờ đến 2 giờ là bà ngồi thoải mái. Ngồi hết ngày. Oh my god. Trời, nhà hàng nó ế giờ này giống gần 11 giờ mà không có bóng dáng nào trơn. Wow. Donut so cute ha. Buffet ở đó ngon lắm. Đỡ, tôi biết Hoàng Yến mà, tôi ăn hoài. Có nhiều món chứ không? Dạ. Nhúng lẩu không giới hạn. Vệ sinh sạch sẽ. Đó, khu vực cắt bánh mì lá theo yêu cầu. Bánh Hawaii mới ra lò. Đó, buffet có 190.000 à. Ở đây cũng nướng. Anh đại hàng biết chán chứ phải. Thôi tôi cũng ăn đồ thịt không à. Thằng kia nó còn có, yeah. Này có kia. Thịt không à, ăn nặng bụng với bà. Ở cái tuổi này là mà ăn thịt cho nhiều chưa chết. Cái là món nướng tôi cũng thích. Tôi là món gì mà phải nước trước chứ món nướng tôi không thích. Đó, nhưng mà nghĩ là nước nhiều nhất. Ờ. Cái này giống như điểm xanh. Dạ. Đi đi, đi tới đâu? Đi ở... Tầng cuối cùng là không có cho đi thang máy nha cả nhà. Mà trên đó là tập thể dục. Mà mình cũng không có nhu cầu tập thể dục cho nên mình không lên. Hấp thủy nhiệt Hồng Kông, cái món này bây giờ bên Mỹ cũng nhiều lắm nè. Hấp thủy nhiệt Hồng Kông. Đó, trời ơi, nhìn xuống dưới nhà chóng mặt luôn á mọi người ơi. Hướng dương á. Nhìn xuống dưới nhà chóng mặt luôn, cao quá. Đi lên đây chắc không thôi. Đi. Nói chung là tất cả những cái những cái đồ ăn thức uống ở nước ngoài đều nhập về đây hết. Này Korea buffet, đồ nướng, hot cross story. Nói chung trên lầu này là đa số là buffet của mỗi nước. Dạ. Ở đây là 279.000 người. Thịt không là thịt á, buffet thịt nướng Nhật Bản nè. Nướng Nhật Bản. Dạ. Đi sáng sớm mà quyền. Cái này phải buổi chiều tối chốt. Ta dẫn gia đình ta ăn rồi đi chơi rồi này nọ, giờ sáng. Bà vừa phải thôi nha, bà cứ chầu quẹo cho kinh tế. Người ta xuống, giết bà chết à. Chào con. Còn sớm quá đi làm vòng chứ. Udon kìa. Cái thằng đó ăn chết người á. Tinh bột không? Cái gì đây nè, cái gì đây nè, cái gì thần tóc. Săn điêu thần tóc. Này cũng buffet, lẩu nướng Nhật Bản. 359. Nói tóm lại là lên đây. Lên đây là đủ thứ trên đời. Biết sao rẻ, biết sao nít nó vô lòng không rẻ. Tô mấy chục ngàn. Ừ. Mấy đứa nhỏ nó mê udon. Dễ ăn. Dễ ăn, dễ nuốt. Này có cầu thang máy xuống nè. Có cầu thang máy lên nè. Bây giờ đi xuống dưới cái chỗ mà tầng trệt đó hả? Tầng
không tầng hầm á, ở trong đó nó bán tất cả mấy cái đồ của Việt Nam mình, nó đi dọc cho anh thấy. Yes. Yes. Ờ hả? Mát nữa. Pizza hot dog nè. Đủ loại á, bánh nè, cake nè. Pizza đây, đủ loại. Ở nào cũng có. Hải sản, đào. Ăn rồi đó, ăn rồi. Quyền. Tôi không có ghiền pizza, Quyền ơi. Việt Nam cái thèm pizza, chứ còn bên Mỹ có thèm gì? Không, mà tôi không thèm. Thế hôm nay nó đặt nhiều bạn hơn. Bữa nay nó có birthday Bảo Anh 11 tuổi. Trời ơi, cái combo nè, nó chụp cái hình hấp dẫn chưa? It looks so good. Cẩm vị sốt xanh, ngon lành hải sản. Look good đó nha. Đi coi thang máy xuống. Vậy hả? Tôi không có thích, thứ nhất là nướng là không thích, thứ hai thịt nhiều là không thích. Tôi là cái gì, rau, cá, đậu hũ thì tôi mê. Mấy đứa nhỏ bận mấy cái style dễ thương. Mai mốt mình mai giống vậy bận. Giật cái tuổi nó xuống. Cưa sừng làm nghé. Thôi Hướng Dương. Đây nè, đường hướng đến thang máy số 3, số 4, số 5, 6. Rồi, bây giờ mình đi xuống nhà nha mọi người. Đi xuống tầng hầm. Mình chọn cái gì đó. Mấy nhà tứ người mẫu á. Chân dài. Đây là Xuân Lan nè. Cùng khu vực ăn uống luôn. Có tính vô mua gì không? Không à. Quay ra đặt đồ ăn đi. Không. Đây nè, hàng đồ ăn nằm trong này nè. Ở trong nó siêu thị mà. Vô hoài. Đi vòng vòng cái khu hàng ăn uống nè. Mình sẽ đòi bên Mỹ cái bánh này mắc lắm nha. 3 đồng mấy một cái rồi đó. Tụi tôi hay mua lắm. Đây có nhiều 37 ngàn. Bánh giống như bánh su kem vậy mà. Nè cái hình đó nè Quyên. Ôi nó có kem hả? Nó cho kem vô 3 đồng mấy một cái mà. Bánh su kem mà loại lớn á. Bánh à. Nhìn thì mê chứ mà không dám ăn à. 50 mấy ngàn cái, đồng cái. Bài xì bóc trà sữa, em sữa.
Thái, gia hàng là đông nhất. Topping ok cả nhà ơi, xin đi một vòng của Vạn Hạnh Mo ngày sáng thứ bảy cho cả nhà mình xem nha. Nói chung bây giờ nó cũng còn sớm lắm nên là khách người ta vào đây cũng chưa có nhiều, nhưng mà tình hình này thì xin đi nghĩ là cũng không đông như trước thời gian dịch đâu nha. Và bây giờ xin đi nói là bye bye mọi người, xin đi enjoy buffet Hoàng Yến đây và chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nha. À, bây giờ mình vô buffet Hoàng Yến. Vô nhô. Yummy yummy. Mình đi vòng coi có gì nha. Có đeo cái vòng tay là người ta biết. Salad đẹp quá. Bánh xèo, bánh khọt. Rồi, ốc hương, sò, đủ loại hết. Ốc sốt tiêu nè. Hộp vịt lộn me nè. Muối ớt, hộp vịt lộn muối ớt. Đó, tôm nè. Đâu mình bàn số mấy? Đâu bé dẫn anh sĩ tìm anh sĩ bàn nào vậy? Sĩ đại ca bàn nào vậy? Ok. Đây chè. Kính thưa các loại chè. Đó, bây giờ từ 11 giờ mình cho tới 2 giờ. Đầy đủ các món ăn hết. Ốc nhảy nè, tôm nè. Rồi, xong. Đây là buffet Hoàng Yến nha cả nhà. Cháo huyết có bên kia luôn. Sò hào gì cũng có hết. Sò lông, ốc bu, đậu hũ tứ xuyên. Được, 400 mấy người. Rồi, giờ bắt đầu với mì.